thời gian vừa qua youtube ban hành một cập nhật quan trọng liên quan đến nội dung người lớn theo quy định mới các video có cảnh phụ nữ cho con bú sẽ được phép hiển thị quảng cáo và kiếm tiền trên youtube cập nhật này là một bước đi hiện đại và nhân văn phản ánh chính xác nhận thức mới trong cộng đồng về vai trò của phụ nữ và trẻ em tuy nhiên quy định này lập tức dấy lên những lo ngại không chỉ trong đông đảo công chúng khán giả phổ thông mà ngay cả trong bản thân content creators tức là những người sáng tạo nội dung trên youtube Chẳng hạn đây là một bài đăng trên diễn đàn nhà sáng tạo lớn nhất Việt Nam, Việt Creators. Những creator chân chính lo ngại không phải là không có lý do. Đã từ lâu, YouTuber Việt Nam vẫn luôn nổi tiếng trong việc lợi dụng các kẽ hở của YouTube, tìm cách câu view bằng tất cả các thủ đoạn, trong đó nóng bỏng nhất chính là nội dung gợi dục. Đỉnh điểm của chuỗi thảo luận này là một bài đăng khác cũng trên cộng đồng Việt Creators. Bạn Hải Nguyễn tỏ ra bức xúc. Nhất ngực, nhì mông, nếu không có nó thì không có gì. Tài nguyên sẵn có, quay thì nhàn, ý tưởng đơn giản, view toàn đầu triệu, tức là toàn triệu view. Chỉ khổ mấy ông quay tỉ mỉ, tần mẩn, từng xin hình, đầu tư máy móc, thiết bị ánh sáng, xây dựng nhân vật nhưng view đầu trăm, đầu nghìn. Kèm theo bài viết này là những hình ảnh cực kỳ phản cảm của một kênh youtube Việt Nam. Các thành viên của Viet Creators vô cùng căm phẫn và cực lực phản đối hành vi này bạn bảo ngọc nhận xét vẫn biết là youtube mắt nhắm mắt mở luật lá cũng nới lỏng hơn nhưng kiểu này thì muốn ban vĩnh viễn quá bạn anh hồ bình luận và các vị này vẫn tự nhận là creative content creators điều khiến cho các thành viên việt creators phẫn nộ nhất là chủ nhân kênh này thậm chí còn đưa cả trẻ em vào phim để gây sốc cho khán giả bạn thanh hải nhận xét có con nít mà diễn cảnh đè nhau thế mấy ông bà này bất chấp quá Việc đưa trẻ con vào những nội dung phản cảm hoàn toàn không phải là điều hiếm trong giới creator Việt Nam, chẳng hạn kênh này. Cách đây một vài năm trong giới YouTube Việt Nam rộ lên phong trào làm video giải cứu động vật. Để có view, những người đó sẵn sàng làm cho chó mèo bị thương, bị đau đớn, rồi gian cảnh giải cứu, đánh vào lòng thương của khán giả dành cho thú cưng. Phong trào đó đã nhanh chóng hạ nhiệt sau khi YouTube mở một chiến dịch cực lớn quét hết 99% nội dung liên quan đến động vật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những video giải cứu lại có xu hướng quay đầu trở lại, lần này nguy hiểm và man rợ hơn, giải cứu trẻ em. Nếu không có sự lên án của cộng đồng và can thiệp về chính sách kịp thời của YouTube, những hành vi này sẽ để lại hậu quả không thể tưởng tượng được. Quay trở lại với bài đăng của Hải Nguyễn, khi đọc được bài viết này, mình đã điều tra thử về kênh đăng tải nội dung phản cảm, kết quả đúng như dự đoán, kênh đó không được bật kiếm tiền. Bạn Hiền Đỗ bình luận người ta có hệ thống sẵn mua kênh bật kiếm tiền làm ăn sổi anh ạ có bị reset thì cũng được mớ rồi như vậy tuy biết rằng những loại content này vi phạm chính sách kiếm tiền của youtube họ vẫn tìm được cách lách luật để kiếm tiền một cách nhanh nhất mà thậm chí giả sử họ không cần lách luật mà kênh này bằng một cách nào đó vẫn được bật kiếm tiền cho dù chỉ trong một thời gian ngắn thì đã làm sao đâu có gì thay đổi trong triết lý sáng tạo của việt creators chúng ta chúng ta biết rằng cho dù đó là ngân hàng nhà đất kỹ sư diễn viên hay thậm chí là youtube người nào cũng có mặt trái mặt phải cũng đều có cách làm trắng và cách làm đen không thể phủ nhận rằng tiền bạc có vai trò rất quan trọng tuy nhiên chưa chắc nó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống nếu có được nó nhưng phải đánh mất tất cả danh dự gia đình bạn bè các mối quan hệ thì có đáng hay không khi đã chọn con đường youtube bạn có quyền tự do sáng tạo theo cách riêng của mình, tuy nhiên đừng để áp lực sản xuất nội dung liên tục và cạnh tranh khốc liệt trong thế giới trực tuyến khiến mình đánh mất tất cả mọi giá trị khác. Nỗ lực và thành quả chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được xây dựng trên nền tảng của tình thân, gia đình và mối quan hệ xã hội. Trong thời đại hiện nay, bất kỳ một nghề nghiệp nào đều có nguy cơ bị đe dọa bởi khoa học công nghệ và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, hãy tin tưởng rằng lựa chọn của bạn bước chân vào nghề sáng tạo content là phù hợp với xu thế, bởi vì đó chính là lĩnh vực khó thay thế nhất. Bạn chắc chắn có thể thành công với những chiến lược content dựa trên đam mê, đạo đức và những giá trị nhân bản mà hoàn toàn không cần dính líu gì đến những content xấu độc. Những content này sẽ không chỉ gây hại cho cộng đồng mà còn gây hại trực tiếp cho chính bản thân và gia đình bạn. Bất kỳ khi nào nhìn thấy những nội dung tương tự, hãy dành một phút để cắm cờ, báo cáo, làm cho môi trường làm việc của bạn xanh, sạch đẹp hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc, nhưng tác dụng với tâm hồn thì còn hơn cả thuốc. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trong phần mô tả. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Viet Creators.